nhìn giống cây của bạn Indo thật. Indo nó chơi mai này. Cái này có cái nào đây cắt không? Cái nào không? Không, đừng cắt, cắt lệch cây. Cắt lệch cây. Giờ mình chịu khó mình đưa dây thôi. Đưa dây này. Cái này là mình mất dây nào, mình cũng mất không? Mất ba củ. Mất bao nhiêu tao cắt luôn. Tao cắt tao chơi rắn lệch. Tao chơi cánh buồm luôn đây. Cánh buồm à? Chơi cánh buồm luôn. Chơi cánh buồm luôn à? Nào thật mất bao nhiêu? Béo giống cá đâu mà. Mất ba củ thì cắt đôi cũng được. Ừ, thôi là cộng 700 đấy. Ờ, này cái kiểu nó... Cái nó, kiểu... Nó chốt mồm. À, thì đấy... Kiểu... Dạ, đấy, nó chốt, chuyên chốt mồm đúng không? Trước, ở trên đấy nó ra, ra. Cách tùng... Các anh chị đến với chợ cây cảnh Vạn Phúc Đông. Chỗ này vui quá nhỉ. Chỉ cắt mỗi cái đấy thôi. Rồi, nắc thì đơn giản. Biểu diễn luôn. Rêu bắt đầu lên đẹp quá nhỉ. Rêu bắt đầu lên đẹp. Con này khỏe dễ đâu vì ác. Này con này để ở chỗ cương khả năng bán được đấy chứ. Sạch sẽ này, thảm đỏ. Nhưng mà gửi đấy là phải ngồi ở đấy cơ. Chào ông ơi, chúng ta chợ rồi. Sạch đẹp. Chợ không? Ra chợ rồi. Sạch đẹp. Cập nhật lại giá cái này bất thuận nhỉ? 32 triệu này. Khỏe, cái dễ nó đỏ này. Đẹp đấy. Cái dáng thì nhiều người mê đấy. Hôm nay về đâu? Em đang đi đấy. Hôm nay về đâu? Trên đấy đang gặp đấy mà định đi chợ à? Chỗ không gặp thì đi phà lại. Hôm nay nghỉ anh ạ? 097 gì nhỉ? 0977 248 497 Thuận Chaco. Cái này thì hai lượt cắt nữa là mít tít. Đúng, hai lượt cắt đấy. Em cũng bảo thế mà, thả sổng ra. Hai lượt bấm răm chứ không phải hai lượt cắt, hai lượt bấm răm nữa. Cái này thả căng cắt một vài lượt này được. Trời ơi, chú ơi, sửa kỹ thế. Hai lượt cắt. Đồ chơi đấy. Đây là thích à? Thích. Tổi sông không? Được. Tổi sông không? Cái đồi dối. Quên cháu rồi à? Ô, giống. Quên. Cái đồi nhìn quên đấy. Thảm đỏ. Đây này có những cây của to. To. Minh to. Cây này cứ như ra rồi, nó ve tí thì nhiều. Có đúng vậy đúng không? Lên đây còn chỗ nào động động không em ạ? Để lại mang cây lên bán. Đây. Không cơ lơ lên đâu để. Chợ đang vắng. Giờ lại ra rồi, giờ đất. Ôi giời ơi. Chết chết. Nhớ lần sau mang cây cho cháu gửi chị nhá. Ừ. Cây này kiểu như cây của Tây ấy nhỉ ông nhỉ? Bỏ đâu? Cái này có bộ nhiều tiền đúng không? Sau cái này 3 triệu. 3 triệu. Sau lên. Này có nhỉ? Chấm bi đẹp quá nhỉ? Chậu chấm bi đấy. Nhìn giống cây của bạn Indo thật. Giống Indo nó chơi mai này. Cắt cây này có cái nào đây cắt không? Cái nào không? Không, đừng cắt, cắt lệch cây. Cắt lệch cây. Giờ mình chịu khó mình đưa dây thôi. Cái này là mình mất dây nào, mình cũng mất đâu. Mất ba củ. Mất bao nhiêu tao cắt luôn. Tao cắt tao chơi rắn lệch. Tao chơi cánh buồm luôn đây. Cánh buồm à? Chơi kính buồm luôn à? Thật mất bao nhiêu? Béo giống cá đúng rồi. Mất ba củ thì cắt đôi cũng được. Không, nó chỉ cần mất của nó vẫn ít thật cho lần một, một, là... một ít rồi. Tiền tiền trách nhiệm à? Dám quảng cáo không? Sao cắt kính buồm rồi?
không nghe. Cắt nốt cả cái này. Đấy chả. Cắt thế thì chết đấy. Cắt thế chết. Sung đẹp quá. Vâng, ông cứ sáng tác đi. Nó để cắt là xong là vào đâu không chưa được đẹp là đưa vào không là cắt. Không nên đâu ạ. Cái cây đấy hợp chậu đấy. Cây này bao nhiêu thuận nhỉ? 8 triệu. Nó như người lớn luôn á. Tuổi trâu hay có trâu hết nhỉ? Này, con trâu nằm ở kia hợp đấy. Có cỏ xanh. Con này là nó nằm dưới nước rồi, đang tắm rồi. Kia nằm ở chỗ kia đẹp. Nằm cạnh hòn đá đẹp. Kiếm con trâu bé hơn tí. Suối. À. Bài của ông ấy. Ra là chán rồi chị. Ra nhiều lần quá. Cũng bình thường. Bình thường. Ô, một đôi giống nhau quá nhỉ. Khéo ghê nhỉ. Bao tiền một cây ấy chị? 20 một cây. Bằng nhau luôn. Quá. Bắt giấy. Hay quá, hay quá. Nó đang nhiều triển lãm. Cây đẹp đấy nhỉ. Cây này ổn ổn đấy. Cây này là được cái xung xuê, cây này được cái tay rơi. Đều đẹp. 19, 110. Nên mua cả đôi. Để hai bên. Ừ. Bạn nên mua cả đôi. Nên mua cả đôi. Để mỗi bên một cây nó mới thành bộ, nó mới đẹp được. Nó cùng là chất liệu hoa giấy tím. Rất khéo. Chả mấy khi mà được ghép đôi được đâu. Loại này là siêu quả nhỉ. Quả. Có những cây nó không có quả chứ. Có những cây nó không có quả. Vâng. Nó ra quả này thì có mà hãm không kịp. Nó đun từ đất đun lên luôn. Nó cứ ra quả ở thân là nó hay. Hơn cà phê. Cái cây này bao tiền chị nhỉ? 2 triệu. Đấy. Cây cao tầm 1m7. Cả chậu khoảng 2m. 1m7. Cả chậu khoảng 2m. Dâm bụt. Dâm bụt ta. Kiếm được gốc dâm bụt ta to nhỉ. Cái này thì bao tiền chị? Cái này triệu 8. Cái này nấu canh cua ngon lắm. Hoa nó như là hoa như là đèn lồng. À, như bông hồng à? Hoa kép. À, hoa kép à? Ừ. Ồ. Này nó là hoa kép, nó chứ bông hồng rồi. Ừ. Tưởng là... Ồ, thế thì hay. Tưởng là bụt ta. Còn nếu như nói là cái đơn
À đúng rồi. Hoa kép à? Thế hay đấy. Hoa kép đẹp hơn. Đẹp lắm. Nó lại màu hồng à? Cái hoa kép nó bền hơn, đẹp hơn. Đẹp đấy. Cái bên này là của chị à? Bao tiền một cây? Đồng giá đấy, 6 cây. Cam với lại vàng. Sờ nhưng mà không. Vẫn còn tiếc à, chưa rửa. Tiếc chưa rửa. Đấy. Giờ lên tay gái cho mà đẹp luôn rồi, cho vào cái chậu à. Ôi giời ơi. Cái đấy bao nhiêu đấy chị? 400 này. Cho vào cái cốc cái lung linh luôn. Củ to. Đúng dáng cây yêu thích. Này, sang kia nhặt cái hòn đá của ông kia cho vào cái vừa luôn. Bán tiền triệu luôn. Đấy, mình cầm cây này sang ướm luôn. Này, hoặc là lấy cái cốc. Hoặc là lấy cái cốc của đấy kìa. Lấy cái chậu của cây dưới ở ấy kia vừa này. Bây giờ lại đi rửa đi là được phí ra. Miết thì được phí ra. Cái củ nó đẹp đấy. Cho vào chậu ấy là khác. À, hai anh chị làm việc với nhau đấy. Cắt đi mà này không nhìn thấy nhỉ. Cho bông đứng sau. Xoay nè. Cho bông không ra có con đá có con đựa vào đây. Cắt rồi. Thôi ông này cho ông. Đấy con gì. Cái này thì còn cái cho hơi bay nè. Rồi, chơi cây lệch vậy. Cái này ở đây cho hơi bay ra này. Cái đấy để xoay mặt đúng không ạ? Sau này về dòng. Thế để cho nó phi tiếp ra đây tí nữa. Phải cho nó xoay hơi xoay. Đấy, xoay nó buồn luôn. Xoay ra đây cho nó kiểu như là cái thành nhẹ thẳng cho nó bay được. Đấy, buồm. Kia trông đéo có ai. Dương buồm đấy. Đấy đúng là cánh buồm mới đang nhìn mặt đây. Nhìn mặt này. Tính buồn tuổi thơ. Nghèo kiểu ngày xưa kiểu như đi tàu Viễn Dương ấy. Hiệu lại có tiền rồi. Hiệu bán cây chỉ tầm 150. Hiệu bán cái tiền cây trên xe. Hiệu có tiền rồi. Hiệu từ sáng giờ bán mười mấy cây đấy.